này uống ướp chè đã nào. Chè mới đây. Vâng. Mới hôm qua cô em ở trên Thái Nguyên gửi cho một yến, chú uống thử xem nó có khác không. Mình tốt thì mình để uống, mà bình thường thì mình để bán hàng. Được quá rồi. Thơm chứ. Ừ. Được đấy. Thôi uống đi. Vâng. Hey. Sao đấy? Bác từ từ đã. Nó phải thế này. Chè này em ngửi mùi đã biết là ngon lắm. À. Cho nên mình phải có một cách uống khác. Thế à? Này uống trà kiểu khác à? Vâng. Thì mình cứ nghĩ anh em mình ngồi vỉa hè thì từ xưa đến nay uống thế nào chẳng được. Không. Nó phải thế này. Nó phải nâng lên tầm nghệ thuật. Nghi lễ hẳn hoi. Thế nào? Thôi chú hôm nay bày vẽ gì? Ôi giời, trông như kangaroo ấy. Arigato. À, arigato. Kita gua. Kala kwa. Satoshi Nakagawa. Lakaliku. Đấy, rồi. Giờ ngay bên này có được. Nghi lễ chào xong. Thế là phải thế này. À. Đấy. Đợi tí nhá. Kita gua. Arigato. Arigato. Kita gua. Kawasaki. Mitsubishi là Samsung. Samsung, Mitsubishi, Ajinomoto. Rồi. Đấy, bây giờ bắt đầu ngửi. Bác nghĩ là phải ngửi. Hương thế mà. À. Đưa qua mũi một cái. Đấy. Chít một tí thôi, mồm ở chúng mà. Tận hưởng. Có khác. Đấy. Nhưng cẩn thận không nuốt cả chén. Ờ. Chú học đâu cái thói uống trà ở đâu đấy? Hôm qua xem trên TV. Úi giời ạ, tôi đã tưởng chú mới du nhập cái môn mới, hóa ra là xem TV. Nhưng mà anh em mình, trời ơi, nói thế thôi chứ còn uống quen cái này rồi. Bây giờ uống cái này nó khó chịu lắm. Úi giời, đây này, chứ còn bình thường thì uống là nó phải thế này này. Ôi, chào hai bác. Cái gì đấy? Xin lỗi. Giật hết cả mình. Này, hai bác ơi, à. Đi qua thấy hai bác đang bàn chuyện về chè mà hấp dẫn quá. À. Em cũng muốn vào hầu chuyện. Hai bác thừa biết các cụ nhà ta có câu là gì nhỉ? Chè tam rượu tứ du hành nhỉ? À. Em vào đó là vừa đấy. Đây, em xin chén. Được rồi. Báo cáo với chú là tôi với chú Bơm là đang thử cái loại trà mới. Vâng. Đấy, chú uống thử xem nó thế nào. Dạ, vâng. Vâng, em xin bác. Đây. Xin lỗi. Sao thế ạ? Nhưng mà chú ở đâu đến đây ấy nhỉ? Em là thằng bán chè. Chè đấy. À, bán chè à? Vâng. Thằng nào tự nhiên vào đấy cứ đang mải chuyện đấy, tự nhiên quá đấy. Tôi lại cứ tưởng là quen chú Bơm. Em lại cứ tưởng là quen bác. Ôi giời, bán chè. Bán chè. Thế là bây giờ uống thử cái chè của bọn tôi xem được. Sao nào? Được đấy chứ. Cái này cũng phải nói là hơi được luôn thôi. À. Nhưng mà này, đây mới là. Em giới thiệu với hai bác, đây cũng có loại chè đặc biệt nha. À. Hai bác thử xem. Đấy, thôi bác thôi. Cầm thử một thứ đấy. Thôi, hôm nọ tôi mua rồi, không mua đâu. Tôi vừa cũng có gửi xuống một yến rồi, tôi không mua đâu. Thì bác cứ bình tĩnh, đây là cái loại chè, là chè của em, là chè đặc biệt. Bác cứ pha được thì bác mua, không được trời thì thôi. À. Ông nào đi bán hàng mà chả khen chè của mình đặc biệt, đúng không? À. Thôi được rồi, bây giờ thế này. Vâng. Bác phô thì bác đã mua rồi. Vâng. Thế nhưng mà bây giờ để tôi thử một tí. Ừ. Xong nếu mà được thì tôi lấy cho một ít. Vâng đấy. À, thôi được rồi. Có mất gì đâu. Chú bác thử cứ thử. Tôi đi lấy ấm xem vâng, nào nhá. Vâng, vâng. Mượn bác cái ấm. Bác cứ thử tí đi. Rít căng ấy. Đấy, rất căng hả? Vị tát là được. Vâng. Thơm. Ngọt rồi, ngọt rồi. Ngọt rồi. Họ đọc rồi đấy. Thế là được rồi. À, sao em? Tôi thấy nó dẻo dẻo thế nào nhỉ? Vâng, thôi. Chè ngon bây giờ nó phải dẻo như thế. Nó phải quánh lại như là mình ăn đất sét. À quên, nó như là mình ăn kẹo cao su. Ông thấy không? Đây. Đấy, bác xem đấy. Đấy, chè đặc biệt nó như thế này mà xanh biếc rồi. Đấy. Thế là có cái gì mà... Cái gì đây? Cái gì mà lỏn nhỏn thế này? Cái gì? Đây này. Cái gì đấy? Bà không biết là cái gì à? Nhưng mà
chè cơ mà sao lại trông như là cứt dê này? Đúng rồi, nó cứt dê chứ còn gì nữa. Cái gì? Thế sao lại cho cứt dê vào chè? Từ nãy đi qua thấy bác nói chuyện về chè, em cứ tưởng bác sành điệu về chè lắm. Hóa ra bác chả hiểu cái đấy gì cả. Thế là thế nào? Chè và chè cất dê mới là chè ngon. Thế bác không nghe các cụ nhà tao có câu là chè cất dê mà cà phê cất trồn không? Tôi chỉ nghe thấy người ta bảo là cà phê cất trồn chứ chả ai thấy bảo là chè cứt dê bao giờ. Đấy, chính vì thế nên bác chả hiểu gì về chè. Cô em là cứ phải chè cất dê mà là thôi, ngon. Thôi, cứ bỏ cái cứt dê ra. Cho tôi ấm đây, tôi pha thử xem nó thế nào. Thơm này, thấy không? Dậy mùi như thế. Này, Bơm ơi. Anh trẻ ơi. Dạ. Thế sao lại có cả mùn cưa ở đây là thế nào đây? Mùn cưa à? Ở đây là toàn mùn cưa đây, này, ván đây này, mùn cưa đây này. Mùn cưa là đúng rồi. Thế sao lại cho mùn cưa vào trẻ? Hả? Vẫn là mùn cưa nhưng mà không phải cái loại mùn cưa bình thường, mà đây là mùn cưa của chính cây chè luôn. Thế chứng tỏ là các bác chẳng hiểu gì về chè. Vậy mà từ nãy nói về chè có vẻ tâm đắc lắm ấy. Có nghĩa là cái cây chè khi nó chết rồi, một là người ta bỏ ra người ta đun, hai là người ta quẳng xuống ao cho cá nó rỉa. Đấy, còn cái loại này là em quẳng xuống ao cho cá nó rỉa. Xong thì tiếp theo là đến cái gì? Ngâm cho nó thối ra. Thối ra sau thì làm gì? Thối tóc em này vớt lên. Vớt lên rồi em bóc cái vỏ ra. Bác thấy không? Xong rồi em bây giờ xử lý tiếp. Bóc cái vỏ ra thì còn cái lõi. Thì em lấy lõi đây. Nhưng cái lõi nó có thối không? Úi giời, không những thối mà nó còn đầy giòi như bọ. Úi giời, tiếc quá. Thế sao chú lại làm? Chú lấy cái đấy làm gì? Đấy mới gọi là cái mẹo nó phải thế. Nhưng mà em được cái này nhặt sạch giòi bọ em vứt đi. Xong em phơi cho thật khô. Em nghiền nhỏ ra xong em sấy cùng với chè. Đấy bây giờ nó mới ra cái hương vị đặc biệt như thế này. Chứ đâu. Thế đấy chưa? Thơm như thế này mùi nó rực hết lên này này. Nhưng mà tại sao lại sao lại màu đỏ, nó lại đỏ đỏ như là nước tiểu của cái thằng bị viêm cầu thận, nó là thế nào? Kìa chú, nó giống như kiểu nước phù sa thôi. Đúng rồi, nó đỏ quạch cái này. Nói cho tôi nghe. Ấy từ từ. Từ hắc lắm. Hả? Mà này, có cái gì đọng ở dưới sao nhỉ? Trông như đất ấy. Ừ. Hai bác chứng tỏ mắt vẫn còn tinh. Chính xác luôn. Sao? Để em giới thiệu cho bác chính nhé. Xác cái gì? Bằng đất. Ồ, này hết mùn cưa rồi các thứ, giờ lại có cả đất ở đây là như thế nào? Các bác cứ bình tĩnh để em giải thích. Thứ nhất là nó đỏ là vì sao? Vì cái quê nhà em là vùng đất đỏ, trồng chè lên đấy thì nước chè nó phải đỏ chứ. Thế còn đất? Thế là đây là của thiên nhiên nó tạo ra. Cái lá chè từ lúc nó còn xanh mơn mởn cho đến lúc nó già cỗi đi đấy, bác biết là nó gặp bao nhiêu nắng gió đúng không? Đủ các thứ coi như nó bay vào nó bám một cái lá chè. Xong khi em phải để nguyên thủy như thế, em ngắt ra em sao? Đấy, xong bây giờ nó mới được. Từ từ này. Thế trước khi ông sao ông sấy thì ông không rửa chè đi à? Ừ, không vệ sinh à? Bác thế mà nói thế mà đòi nói rửa đi thì còn gì nữa, còn là hương vị đặc biệt của chè nữa. Ôi, không có chè ngon. Nhìn thế này tôi sợ. Ai bác nay làm gì mà sớm thế? Cô đi đâu về thế hả? Em đi chợ về. Ui, sang đây ngồi uống chén nước. Quá, chúng tôi đang mạn đàm về cái vấn đề chè. Úi giời. Hôm trước mấy cô em ở trên Thái Nguyên có gửi xuống bảo nhờ mua hộ một yến, không chả biết nó có ngon này không thì uống. Hôm nay lại đang ngồi đây thì có cái chú này chú xuống chú bảo chè của chú ấy ngon hơn. Thế à? Ừ. Này hai bác nhá, hai bác mà mua chè này nhớ là phải nhờ em đấy. Em mà ngày xưa em mong hái chè vẹt cả tay này này. À, giờ mới nhớ ra. Quê này. Quê là cái vùng biên cương ấy là nhiều chè ngon lắm thế này. Vâng. Chả trách cái cô thử xem chè thế nào cái. Này, bác ơi, thế bác mua chè ở đâu đấy? Thì à đấy. Đâu? Chúng tôi là đang thử, đang nếm để xem là xong nếu được thì mua ấy mà. Thế mua ở đâu? Đây này, của thằng mang đến đây đấy mà. Đây là của cái chú này này. Anh này này, anh này này. Này. Chào chị. Có đúng là hôm qua ông bán chè thôi đúng không? Được không ạ? Tôi đừng cãi nữa. Ông ngày hôm qua, sáng qua vừa bán cho tôi chè xong. Cãi à? Không, chị xem ra chị lộn người rồi. Này, tôi không lộn người nhá, mà cũng không người lộn nhá. Tôi nói cho ông biết nhá, mặt đây này phèn phẹt như cái phèn la nhá, mắt úi dồi trông nhở úi dồi ôi đảo như răng lạc á. Định chối cái phải không? Xin lỗi chị nhá, mặt tôi như thế này mà chị bảo mặt tôi phèn phẹt. Này, tôi không có cái lỗi gì để mà xin nhá. Tôi nói cho ông biết nhá, ông đừng có mà cãi nhá. Ông có muốn tôi đưa ông lên đồn công an không? Mà tôi hỏi chị là mắt tôi đang cận lòi ra mà chị bảo tôi là mắt đảo như răng lạc là thế nào? Cận là cận, tại sao không đeo kính? Không đeo kính mà vì sợ nó lên số. Này, 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 này.
Ôi giời ơi, cái mặt này mà đeo cái kính trắng vào là trông là cũng phong thủy lắm đấy. Không, thấy chưa, ngay chưa? Thôi, không thể. Tôi đi nhưng mà. Thế có lên được công an không? Có lên được công an không? Hả? À, thích lừa đảo không? Không. Khổ quá, tôi phải cọ sát để lấy con đưa lên được công an. Thôi thôi. Nhá. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Có cái chuyện gì mà mới hỏi thôi đã mua bán gì đâu? Chưa mua. Mà sao cô cứ làm ầm ĩ lên thế? Ai dám bảo đây nữa? Quá còn cười nhỉ? Thế chú đã thử chè chưa? Khổ quá thì đây. Tôi thử rồi. Chú bơm chú ấy thử rồi. Đấy, chú ấy thử rồi chú bảo là được, đúng không? Được. Thấy dẻo không? Đúng, thấy dẻo dẻo thật. Rồi, ôi đấy, thấy chưa? Nó cho cháo bột sắn vào đấy. Hả? Cháo bột sắn nó trộn vào. Cháo bột chè mà lại cho cháo bột sắn vào. Ôi, các chú này không biết cái gì cả. Mà đã thế nhá, tôi nói cho chú nghe nhá, cái chè này á là chè đều đấy nhá. Ừ, nó là ở quê nhà tôi ấy. Chè ra phơi khắp nơi khắp trốn, cứ chỗ nào trống là phơi, như phơi dạ phơi thóc nhá. Ôi giời ơi, ô tô đi cán lại, trâu bò lợn gà cứ thế là cháo lộn lên xong lại y cả ra đấy. Ôi giời ơi, này cái mùi chè nó bốc lên mùi hôi thối, cứ như là cái phân xanh ủ để bón ruộng ấy. Chị nói thật nè. Này tôi mà nói dối nhá, tôi chết luôn. Chứ hóa ra từ nãy giờ là mình là ăn. Cứ thử, bây giờ thử hàng vốc đây mà. Ôi giời ơi, tôi chết rồi, thôi chú. Này này, nghe chị, vào xong kia móc họng ra, không có là ngấm vào người là nguy hiểm lắm đấy. Đây này, vừa cái pha này, cô phải nói cẩn thận đấy nhá, cô khéo thì lại oan cho người ta đấy. Tôi không nói oan cho người ta, tôi nói cho chú biết nhá, rõ ràng đây là chè đểu. Này đây này, chú nhìn hai cốc chè này, đấy, một cốc đục, một cốc trong, nhìn thấy chưa, úi dồi ôi như nước đất. Ngửi xem có mùi không? Mùi khác. Đấy, úi dồi. Màu khác. Đấy, thấy chưa, người ta làm thế này thì nó mới lãi. Chết, sao lại chè sạch không làm mà lại lôi đâu ra cái đám làm chè bẩn thế này nhỉ? Khổ quá, siêu lợi nhuận mà này. Tôi nói cho chú biết này, một cân chè sạch nhá thì phải mất 5 cân chè búp tươi, mà cái loại một tô mà 2-3 lá ấy. Chứ còn cái loại chè bẩn nhá, một cân chè chỉ có 3 cân búp mà giả cân. Thế à? Tôm ấy toàn 7-8 lá thôi. Thực ra thì tôi cũng không hiểu lắm về cái 3-4 tôm 2-3 lá gì đấy, nhưng mà đại loại tức là để làm ra được một cân chè bẩn này là người ta rất là lãi. Lãi, ui dồi ôi, chính vì thế mà nhà làm chè, người làm chè. Tôi nói cho chú nghe nhá, ui dồi ôi, người ta chỉ cần nhá, ở quê nhà tôi ấy, mỗi gia đình này chỉ cần bỏ 4-5 triệu ra là có thể thành lập một xưởng làm chè. Ôi dồi ôi, mà chỉ trong một tuần thu hồi vốn hơn. Chết, siêu lợi nhuận như thế, chả trách người ta không nghĩ gì đến ai cả. Ui giời ơi, làm gì còn nghĩ đến ai, cứ kiếm được tiền là kiếm thôi, làm gì có lương tâm. Ui giời, tôi này, tôi nói cho chú nghe nhé, người ta còn bảo là đã trộn cả phân lân vào đấy. Chết, trộn cả phân lân vào cơ ạ? Ừ. Đấy. Sao họ lại làm ăn đúng là không có cái tình người, không có lương tâm gì cả. Thì nhớ người ta uống chè vào, thế người ta bị ngộ độc thì làm sao? Thế mới bảo là người ta làm gì có lương tâm, lương tháng gì ở đây. Trộn như thế vào thì cái chè nó vừa dẻo này, vừa nặng này, cánh nó lại xoăn này, nước pha ra lại được nước xanh dơn luôn. Chính thế mới là lừa đảo được người tiêu dùng. Này, thế mà người ta làm như thế, nhưng mà làm nhiều như vậy, nhà nhà làm chè, người làm chè, thế nhưng mà cứ đi bán rong như thế này thì được bao nhiêu? Chú đừng ngây thơ quá cơ, chả biết là bán ở đâu. Thế nhưng mà cứ kìm lên, hết bọc túi nọ, ô tô nọ, ô tô kia chở đi này. Bán buôn à? Bán buôn luôn. Này tôi nói cho chú biết nhá, có người trước kia ra chỉ chuyên đóng gạch thôi. Thế mà từ ngày làm cái chè bẩn nhá, vất lên luôn hết xe nọ xe kia. Ui giời, dầu lên trông thấy luôn. Này, hay là họ xuất khẩu? Chả hiểu được. Ừ nhỉ, này tôi cũng nghe thấy người ta bảo là hình như xuất khẩu đâu sang cái nước láng giềng ấy. Nhưng mà chả biết nước nào, mà chết, có thật không nhỉ? Chết, nếu mà xuất khẩu như thế là còn tệ hơn đấy. Xuất khẩu như thế là nguy hiểm lắm. Mà bây giờ tại sao bà con làm ăn không tính toán gì cả? Cái nước nào đi chăng nữa, người ta cứ mua là mình cứ bán hết. Thế bây giờ người ta mua nhiều như thế đùng cái, mai người ta bảo tôi không mua nữa, thế có phải là bà con mình hỏng ăn không? Thế mới khổ chứ. Chết dở, khổ. Mà này, hả? Thôi chết, từ nãy giờ tôi thấy chú bơm chú ăn nhiều lắm. Không hiểu. Này, sao rồi? Đỡ không? Thế nào đấy? Đỡ không? Làm gì mà cứ rúm cả vào thế này? Hả? Cái thằng bắn chè đều đó rồi. Nó đâu rồi nhỉ? Đấy, tôi đã bảo rồi, để con đưa đi công an. Không nói gì nó lình mất rồi còn gì nữa. Thế chú làm sao mà cái rúm thế này? Khổ quá, em vào trong kia em định móc họng,
thì chưa móc được họng thì nó lại tọng ra đằng sau. Giời ơi, miệng nôn chôn tháo bây giờ đau quá. Ngộ độc rồi, chú bị ngộ độc rồi, tôi chết rồi. Này, tôi đúng như là cô Hà cô vừa tả rồi. Đây chắc chắn là nó làm chè bẩn, nó cho cả phân lân, nó cho cả những cái thứ lằng nhằng vào vừa ăn phân rồi. Ôi giời ơi, tôi chết rồi. Chưa khỏi à? Này này, bây giờ làm đau lắm không? Đau. Làm thế nào bây giờ? Cô có xe máy ở đây không? Có xe. Này, trạm y tế đầu phường nhờ cô chở chú Bơm lên trên đấy xem kiểm tra thế nào nhá. Bác Hồi ơi, bác dọn một em trong kia nhá. Được rồi, vội quá. Vâng, rồi. Này, nhanh lên, có gì về báo ngay cho tôi biết nhá.